Xin chào các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em vẽ một con cá vô cùng đơn giản luôn. Con cá này thì bất cứ một bé nào cũng có thể vẽ được rất đẹp luôn đấy. Đầu tiên mình sẽ vẽ như thế này để vẽ thân con cá đấy. Đây, như thế này là mình đã được con cá rồi. Mình sẽ vẽ một cái mắt con cá nữa này. Một cái mắt con cá, một cái mắt tiếp theo này. Nhìn đã rất giống con cá rồi đúng không? Đây, mình sẽ vẽ hai cái đuôi con cá, một cái đuôi con cá nữa. Rồi, thế tiếp nữa bố sẽ vẽ con trâu nha. Đấy. Đấy, rồi. Con cá rất mềm mại nhé. Mình sẽ đánh cho các bạn cái vây này. Cái đuôi này. Đấy, tiếp theo này. Con cá này vô cùng ngộ nghĩnh này. Đây nha, mình sẽ có đơn giản không các bạn? Vây. Gì đấy? Bố vẽ cái vây của bạn cá các bạn. Cuối cùng rồi. Rồi, cuối cùng cũng đã xong một bản cá rất đẹp đúng không? Con trâu. Con trâu gì? Con muốn vẽ con trâu à?